Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 28 phút ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024. Báo cáo với lại quý vị, cơm cháo đầy cái diều rồi. Cũng làm ấm chè rồi, làm chuyên chè nhâm nhi cứ như người nhớn ấy. Mà bây giờ thì mới làm cái video để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đây là cục giữa đài Sony CFS 1085SC. Cục giữa này thì có hai cái video đăng lên trên kênh YouTube của mình rồi. Cục giữa này không phải của mình. Cục giữa này của một người anh em có cái bụng tốt ở Bắc Ninh. Người anh em gửi vào đây hai cục, một là Sony này với lại một con JVC PC35 thì phải. Đấy. Cục giữa này có hai cái video. Một cái video là test hoạt động, trước khi tháo ra là phải test hoạt động để quý vị và các bạn thấy được là nó hoạt động như thế nào. Sau đó thì mới dám tháo ra. Đấy. Tháo ra thì lại có một cái video xoay nội thất rồi. Sony CFS 1085 PSC. Radio là Trần Văn Sôi. Băng cassette thì chạy thế nhưng mà cũng Trần Văn Sôi, chẳng ra tiếng. Thế còn line in thì cũng Trần Văn Sôi. Thì cái này bây giờ mình phải tháo ra tắm nước. Tắm nước cho sạch đẹp được cái chân ốc vẫn còn hết. Chân ốc vẫn còn hết, không bị gãy cái nào cả. Đấy. Cho cụ an tọa chỗ này. Đây là bộ cơ. Bộ cơ này nó giống với lại đài Sony 1055, 1058, 1065 nó giống. Cơ chạy bánh răng. Đây. Motor 9V. Đấy, bộ cơ đấy. Bộ cơ của đài Sony 1085SC đấy. Còn đây là nguồn. Này, vì nguồn thì chưa có đào bới xây lộn gì cả. Vì nguồn. Đấy. Còn cái này là cái chỗ để đậy vào cái chỉ báo sóng. Đây là vỉ radio. Đây là vỉ radio của đài Sony CFS 1085SC. Đây vỉ radio. Radio ai em bắt được thì sôi lắm. Còn nếu em thì Trần Văn Sôi, chả bắt được cái gì cả. Đây, mấu chốt của video này là chia sẻ tới quý vị và các bạn. Đã là nông dân rồi, đã là anh canh điền rồi. Thế mà lại còn gặp những cái con đài dây dọa người ta câu như này. Đây. Đấy, nguyên bản đấy nhá. Nguyên bản đấy. Đấy. Đây này. Hai cái dây này, này thì cắt đi. Hai cái dây này mình chẳng biết là cái dây gì thì cắt đi. Cắt đi. Đấy. Còn hai cái dây này thì lên một lên cái vỉ radio. Đấy, câu vào đây. Đây là đường tín hiệu. Xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là đường tín hiệu. Đây này, đường tín hiệu thì bao giờ cũng vậy. Nó ngăn 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 điện một chiều là bao giờ nó cũng kê qua con tụ. Kê qua con tụ. Đấy, đường tín hiệu kê qua con tụ. Bởi vậy là con đài này để radio nó cũng sôi mầm ấy. Chuyển sang line in nó cũng sôi mầm ấy. Mà chuyển sang băng cassette nó cũng sôi mầm. Nhá. Còn đây là cái hai cái dây này thì lại cắt nó đi. Đây. Hai dây này cắt ra đi. Hai cái dây này mình cũng không biết là cái dây gì nữa. Cắt ra đi. Đấy là điểm thứ nhất. Ở đây. Đây lại có cái hai cái dây nữa. Đây cũng hai cái dây cắt ra đi. Đấy. Ở đây tiếp tục. Đây, ở đây tiếp tục lại hai cái dây lại cắt nó đi nốt. Người này người ta sửa tắt. Mà cũng không biết sửa như thế nào, mình cũng không biết nữa. Đây đây nha, còn nguyên đây, còn cái này là người ta nối, người ta cũng chẳng nên đi cái ống gen nhựa vào đây, cũng chẳng quấn bằng dính vào đây, cứ để trần như nhộng như này. Cái này á, cái này là cái vỉ radio. Đây này,
cái rắc này là rắc ra vỉ radio đấy, đấy rắc ra vỉ ra vỉ radio đấy, nó chỉ có cái chỗ này này. Đấy, dây dợ là người ta cắt ra này, cắt bỏ luôn này đấy. Hai dây này thì lại hẳn thẳng vào đây này. Đây là cái chiết áp to nhỏ, chiết áp to nhỏ, volume to nhỏ, đúng là thiên hạ nhân thiên hạ tài. Hai dây này thì cắt bỏ luôn, hai dây này cắt bỏ luôn nha. Có thế thôi. Đấy, nội dung chủ yếu của cái video này là chia sẻ tới quý vị và các bạn đã là nông dân rồi thế nhưng lại gặp những cái con đài như thế này này, dây dợ người ta cắt ra như này. Thế còn ở mặt dưới này thì thôi, ở mặt dưới này thì người ta sửa chữa đây này, đây là cái chỗ mà người ta sửa chữa rồi này, đấy vết nhựa thông này này, đấy đây là những cái chỗ mà người ta sửa chữa rồi này, này. Đấy đây nữa này, đây là cái công tắc chuyển radio vẫn hoạt động bình thường, radio line là thứ. Thôi thì chia sẻ tới quý vị và các bạn, người thợ trước người ta sửa như vậy, bây giờ thì mình cũng chả biết thế nào cả, thì thôi cứ tháo ra tắm rửa sạch đẹp đã, còn mọi thứ thì hồi sau mới rõ được, bây giờ cũng không thể khẳng định được là nó qua nói hết radio cho tới băng cassette cho tới line hay không, cái đấy thì cũng không dám nói trước nhỉ. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, thân ái chào tạm biệt.